Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký các quyết định về nhân sự ba cơ quan: Bộ Y tế, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam. Cụ thể, tại quyết định 480 QĐ Thủ tướng Chính phủ quyết định ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế nghỉ hưu trước tuổi kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2023 và hưởng chế độ chính sách theo quy định hiện hành. Ông Nguyễn Trường Sơn sinh năm 1964 là Phó giáo sư, tiến sĩ y khoa. Trước khi giữ vị trí Thứ trưởng Bộ Y tế vào tháng 11 năm 2018, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn có nhiều năm làm việc tại bệnh viện Trợ Rẫy ở vị trí bác sĩ chuyên ngành huyết học truyền máu và có 14 năm làm giám đốc bệnh viện với 3 lần bổ nhiệm vị trí giám đốc. Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn được đánh giá cao vì có nhiều đóng góp cho ngành y tế Việt Nam nói chung và bệnh viện Trợ Rẫy nói riêng trong việc phát triển kỹ thuật cao, ghép tạng, phục vụ người dân, đặc biệt là bệnh nhân nghèo ở các tỉnh thành khu vực phía Nam. Tại Bộ Y tế, kể từ khi giữ cương vị Thứ trưởng năm 2018, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn phụ trách lĩnh vực khám chữa bệnh, một thời gian phụ trách thêm lĩnh vực y tế dự phòng, y dược học cổ truyền. Đặc biệt, trong cuộc chiến phòng chống đại dịch Covid-19, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn là phó trưởng ban của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 từ 30 tháng 1 2020 đến 24 tháng 8 năm 2021 và sau đó là thành viên tiểu ban y tế của ban chỉ đạo này từ 24 tháng 8 năm 2021 Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn đã có 3 lần làm trưởng bộ phận thường trực chống dịch của Bộ Y tế tại 3 điểm dịch nóng nhất là Đà Nẵng, Bắc Giang và Thành phố Hồ Chí Minh, có vai trò quan trọng trong việc dập dịch tại 3 điểm nóng này.